Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay video chia sẻ cách mình chăm sóc và bón phân cho cây sapoche, hay người ta còn gọi là cây hồng xiêm. Thì đây là giống hồng xiêm xoài. Nó có nguồn gốc từ Mexico. Quả thì to, ăn có vị thanh ngọt và thơm. Đặc biệt là hồng xiêm khi trồng chậu, quả ăn rất là ngọt. Cây sapoche rất dễ trồng và ít tốn công chăm sóc. Mình thấy nó cũng rất là ít bị sâu bệnh. Thỉnh thoảng thì nó cũng có rịp sáp. Và lâu lâu cũng có bị sâu đục thân. Như cây sapoche của mình đây thì mình trồng đến nay là được 2 năm rồi. Và nó có bị sâu đục thân một lần. Và riêng cây sapoche thì khi bị sâu đục thân là rất dễ phát hiện. Tại là khi mà nó bị đục á, thì nó sẽ rớt cái mùn cưa ra ngoài. Nên là mình sẽ dựa vào những cái lỗ bị đục ở trên thân cây để tìm bắt cái con sâu đục thân. Mình cũng phải khoét một đoạn rất dài trên thân cây mới bắt được nó đó mọi người. Mình trồng trong cái chậu như thế này nè. Nó có đường kính lọt lòng, mình đo là 56cm và chiều cao là 50cm. Đây là video mình quay vào ngày 15 tháng 11 này mọi người. Thì lúc này mình bổ sung thêm cho nó một ít phân lân, phân hữu cơ vi sinh và lá cây khô. Thì mọi người thấy là ở trên chậu á, mình thường bón một số lá cây khô vào, nên là nó có rất là nhiều trùng sinh sống và nó lên nó ăn cái lá khô đó mọi người. Và bây giờ rễ của nó cũng đã ăn lên tới mặt rồi. Thế nên là mình chỉ cạo sơ cái lớp đất ở trên bề mặt thôi. Sau đó là mình sẽ bón cho nó một ít phân lân. Đối với cây mình trồng 2 năm và trong cái chậu to như vậy thì mình sẽ bón cho nó 2 nắm phân lân. Sau đó là mình sẽ lấp sơ qua cái lớp một ít đất. Rồi mình tiếp tục bón cho nó là 4 nắm phân hữu cơ viên nén hiệu Minro. Thì phân này nó có nhiều chất hữu cơ và một số trung vi lượng rất là tốt cho cây. Rồi sau đó thì mình đổ lá cây khô lên. Sau khi đã rải đều lá cây khô lên rồi thì mình lại bón cho nó một nắm nấm trico. Mọi người thường thấy mình hay rắc nấm trico lên trên rác nhà bếp hay là lá khô, là do nấm trico là một cái loại nấm mà có nhiều vi khuẩn có lợi và nó phân hủy cái xác hữu cơ nhanh hơn. Cuối cùng mình phủ lên cho nó một lớp đất và rồi mình tưới nước cho nó. Vậy là mình đã bón phân cho cây xong rồi. Thì kể từ khi bón đợt phân đó đến nay là đã hơn 1 tháng rưỡi. Thì trong cái thời gian 1 tháng rưỡi đó thì thỉnh thoảng mình cũng có tưới phân đậu nành và phân rác nhà bếp ủ với rỉ mật cho cây. Thì bây giờ mình thấy là ngoài những trái nó đã đậu trước đó, bây giờ nó ra hoa rất là nhiều. Chùm nào cũng có hoa và trái hết đó mọi người. Có những chùm nó đậu 3 trái rồi mà giờ nó cũng còn nhiều hoa nữa. Thì mấy cái hoa này nó mới ra sau này đó, nên là nó mới có ra một hoa thôi. Nó còn ra hoa tiếp nữa đó mọi người. Cây sapoche của mình nó bị nghiêng, nên hiện tại là mình đang quay nửa bên phía của mình. Rồi sau đó mình sẽ qua bên phía nhà hàng xóm mình quay cho mọi người xem nha. Cây sapoche này nó ra hoa trái quanh năm luôn đó mọi người. Mình cứ thu hoạch hết đợt trái này thì nó lại ra hoa và đậu trái ra đợt trái khác. Trên cây của mình lúc nào mình cũng thấy nhiều trái cả. Ở miền Nam thì từ khi hoa sapoche thụ phấn cho đến khi mình thu hoạch thì mất khoảng 6 tháng. Thì bữa nay
người ta thường bán giống sapoche ghép hoặc là chiết, nên là trồng rất nhanh có trái. Giống của cây của mình thì mình trồng một năm là nó bắt đầu ra hoa trái, và từ đó đến nay thì nó ra suốt luôn đó mọi người. Như mình đã chia sẻ trước đó thì cái giống hồng xiêm này nó rất ít sâu bệnh, thỉnh thoảng nó chỉ bị rệp sáp. Và cách mà mình trị rệp sáp á, là mình lấy dung dịch tỏi ớt gừng ngâm với rượu, mình pha với nước, rồi mình pha thêm một ít nước rửa chén và một ít dầu ăn, mình phun cho nó. Thì dung dịch tỏi ớt gừng ngâm rượu á, nó có công dụng là trị các loại sâu, còn nước rửa chén là đặc biệt là nó trị rệp sáp rất là hiệu quả. Còn dầu ăn đó là một cái chất bám dính, để nó dính nó bám lâu hơn. Mọi người thấy là cây sapoche của mình chỉ mới trồng được 2 năm thôi, thế nhưng là tán của nó rất là rộng và tán nó cũng khá là tròn đều. Còn chiều cao thì bây giờ nó cao chỉ khoảng hơn 2 mét thôi, thì mình để nó cao khoảng 2 mét rưỡi là mình cắt ngọn, không cho nó cao nữa. Vì khi mình trồng trên sân thượng thì gió rất là nhiều, nếu mình để cây cao quá thì nó dễ bị gãy đổ, và mình chăm sóc hái trái cũng khó nữa. Mình đứng lên trên cái ghế, mình quay xuống cái phần ngọn cho mọi người thấy nè. Đó, ngọn cây, kể cả bây giờ trên ngọn cây thì ngọn nào cũng có hoa và trái ha mọi người. Nhánh cây sapoche nó phân bổ rất là đều đó mọi người. Mình không cần phải cắt tỉa gì nhiều cả. Lúc nào nó có những cái cành vượt nó cao quá, hoặc là có những cái nhánh mà gầy quá, thì mình thấy nó vượt ra xa thì mình mới cắt bỏ thôi. Thì cũng giống như các loại cây ăn quả khác ở trong vườn của mình, thì cây sapoche này cũng vậy, mình chủ yếu là bón phân hữu cơ thôi, nhưng mà lâu lâu mình cũng có là bổ sung cho nó thêm một ít phân NPK tím. Để xem sapoche già chưa thì mình cứ cạo cạo sơ cái lớp vỏ ở ngoài của nó, nếu mà nó vàng như vậy á, là nó già rồi, mình thu hoạch được rồi đó. Thì đợt này mình có mấy trái già mình thu hoạch được rồi nè. Còn khi mà mình cạo vào cái lớp da của nó mà mình thấy nó còn xanh thì đó là trái sapoche nó chưa già, mình không nên hái, vì hái khi nó còn xanh thì nó rất là lâu chín, mà khi nó chín thì nó cũng chín ép chứ không được ngon. Đối với cây sapoche trồng trong chậu thì việc tưới nước rất là quan trọng. Giống như cây của mình đây thì ngày nào mình cũng tưới cho nó cả, và mình tưới vào buổi sáng, đặc biệt là trong giai đoạn nó có nhiều hoa và trái như thế này thì mình nên tưới nước để bổ sung cho cây được đủ ẩm, chứ nếu mà nó bị khô hạn là nó sẽ bị rụng hoa và trái đó mọi người. Thì tùy vào giai đoạn cây để mình tưới nước, cũng như tùy vào cây nó và chậu nó to hay nhỏ để mình bón phân và tưới nước làm sao cho thích hợp. Và đặc biệt là khi mà trồng cây trong chậu thì đất phải rất là tơi xốp, để vào mùa mưa thì cây nó thoát nước được tốt. Còn nửa này thì mình qua phía sân thượng nhà hàng xóm mình quay này mọi người. Phía bên này trái cũng rất là nhiều, và mình thấy là cành nào nó cũng có nhiều hoa và trái cả. Cây sapoche này mình mới trồng có 2 năm thôi, và mình trồng trong một cái chậu nó cũng vừa phải chứ không phải là lớn lắm. Mà mọi người thấy toàn cảnh cái cây sapoche của mình nè, tán nó rất là rộng. Giờ thì nửa thân của nó đã kê lên cái tường rào của nhà mình và nhà hàng xóm. Thậm chí là một số cành nó đã vươn qua nhà hàng xóm luôn rồi. Thì giờ mình sẽ cắt bớt một số nhánh mà nó
gầy và nó vượt dài quá. Thì phía bên này mình cũng cắt nhiều mấy cái cành như vậy rồi đó mọi người, để cho nó không có vượt qua nhà hàng xóm nhiều quá. Thì cây sapoche này mình đặt ở cái góc cuối sân thượng, thế nên là mình tận dụng được cái khoảng không ở ngoài, và dù nó có sang nhà hàng xóm một chút nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều, thế nên mình không thấy là hàng xóm nói gì cả. Thì lá nó bị bay qua thì mình sẽ sang mình quét cho người ta. Thì thỉnh thoảng mình chỉ cắt tỉa một số cành vượt như vậy thôi. Mọi người thấy là mình cắt tỉa một số cành nhánh, bây giờ nó đã khô rồi nè. Thì chỉ như vậy, còn ngoài ra thì mình để cho nó ra tự nhiên luôn, chứ mình không cần phải cắt tỉa hay là kích hoa trái gì cả. Theo mình thấy thì khi bón phân hữu cơ thì cây rất là khỏe, trái nó lại ít sâu bệnh, và trái nó cũng ra quanh năm. Thì mình bón chủ yếu là phân làm từ bột đậu nành ủ với rỉ mật, hoặc là chuối rác nhà bếp ủ với rỉ mật. Thì trong phân đậu nành nó có rất là nhiều đạm, chuối thì nó có rất nhiều kali, bên cạnh đó là nó cũng có phốt pho nữa. Rồi rác nhà bếp cũng vậy, nó không tốt bằng hai cái loại phân kia, nhưng mà nó cũng là một cái nguồn dinh dưỡng rất là tốt cho cây. Đối với cây trồng chậu và lúc mà nó cho nhiều hoa trái như thế này thì khoảng nửa tháng mình bón cho nó một lần. Một lần không cần phải bón nhiều, nhưng mà mình bón thường xuyên như vậy thì cây nó sẽ dễ hấp thu hơn và nó không có bị sốc phân, cũng như là thừa phân gây lãng phí. Thì mọi người biết là bây giờ giá phân bón nó lên rất là cao, mà nếu mình tận dụng được những cái loại phân đang có sẵn thì nó vừa tiết kiệm được chi phí và cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Ở vườn của mình thì mình trồng rất là nhiều cây nên là nó có rất là nhiều lá khô, thế nên là mình luôn luôn tận dụng là gom lá khô lại, mình để đó, có khi thì mình lót ở dưới đáy chậu, có khi thì giống mình chia sẻ hồi trước đó, là lúc mà mình bón phân á, thì mình cũng cho nó vào một ít. Và chỉ một thời gian ngắn sau thì những lá khô đó nó bị phân hủy đi, thì nó sẽ tạo nên một lớp mùn hữu cơ rất là tốt cho đất, giúp cho đất của mình là luôn luôn tơi xốp, và vào mùa mưa thì nó cũng thoát nước rất là nhanh. Nó không có, dù là mưa nhiều nó cũng không có bị ngập úng để gây nên thối rễ. Nãy giờ mình quay cho mọi người xem rồi đó, trên cây nó rất là nhiều hoa và trái, và cành nào cũng có hoa và trái cả. Và như mình chia sẻ thì mọi người thấy là trồng và chăm sóc cây sapoche nó cũng khá đơn giản, nó không có tốn nhiều công sức. Mình cũng đừng quá chăm bẩm nó, tại là nếu mà mình chăm nó kỹ quá, đôi lúc là mình cứ sợ nó không đủ chất, hoặc là nó thiếu cái này thiếu cái kia, thì mình nghe người ta nói gì mình cũng mua về rồi mình bón cho nó. Nên là nếu mà mình bón phân nhiều quá thì đâm ra nó sẽ dư. Vì nó dư thì nó cũng không có tốt. Nếu nó dư nhiều đạm quá thì cây nó lại phát triển cành lá, chứ nó không có ra hoa đậu quả, và nó cũng rất là dễ rụng quả nữa. Và thừa đạm còn làm cho cây nó bị yếu, dễ bị sâu bệnh tấn công. Còn nếu thừa lân thì nó sẽ làm cho cây không hấp thu được một số vi chất như là
kẽm và đồng thì sẽ làm cho cây bị thiếu kẽm và đồng. Ngoài ra là nó còn gây ức chế sinh trưởng, làm cho trái nó nhỏ và chín sớm. Còn nếu như mà thừa kali thì nó sẽ ngăn cản cái quá trình hấp thu canxi và magie và ức chế quá trình hấp thu đạm. Nói tóm lại thì thừa cái gì nó cũng không tốt cả. Và nếu mà mình bón thiếu thì mình có thể bổ sung, chứ bón thừa thì nó rất là khó mà đào thải nhanh được. Nếu mà mình bón phân hữu cơ thì hàm lượng các thành phần nitơ, phốt pho, kali và một số trung và vi lượng nó thấp, nó không có cao, nên là nó ít dư thừa hơn là mình bón các cái loại phân hóa học. Nếu mà bổ sung thêm phân hóa học thì mình cũng chọn những cái loại phân có chất lượng tốt và lâu lâu bón một lần thôi, ví dụ là 2-3 tháng bón cho nó một lần là được rồi. Còn mình cứ bón phân hữu cơ cho nó là tốt nhất. Thì mình đã chia sẻ cách mà mình chăm sóc cây sabuche trồng chậu ở trên sân thượng rồi. Bây giờ video nó cũng đã khá dài, mình xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha.